Đủ trà sữa cả triệu đồng mà mọi người hằng mơ ước. Nghe tin mai giãn cách mấy quán trà sữa sẽ đóng cửa hết, cho nên nhanh trí order một tủ về để dành luôn. Các bạn đáng xem các trend hôm nay order là gì nha. Trời, sách mà muốn sụi luôn cái tay á. Không biết là dưới đây có đủ uống cho 15 ngày thôi, chứ không mà cứ trữ trước đi. Còn nếu mà hết á thì pha sao? Tội nghiệp mấy anh shipper dễ sợ luôn á. Trời mưa mà vẫn giao tới giao dịch. Trời ơi, mấy anh hỏi ủa đây nhiều người uống trà sữa lắm hả em? Nó kêu có của mình em thôi đó anh. Mấy anh kêu trời, uống trà sữa thay cơm hay gì? Nhận trà sữa nhưng phải đảm bảo đoạn khoảng cách an toàn là 2m nha cả nhà ơi. Trời ơi, trà sữa những cái brand này là những cái brand yêu thích lắm luôn á. Tên đi xuống lầu lấy trà sữa thôi mà chắc cũng giảm cân được cái chục ký. Chừng nào mới hết đây quá trời luôn. Mua trà sữa này hết cả triệu luôn á chứ ít ỏi gì. Ngày mai là bắt đầu cản cách rồi, cho nên bạn nào thèm trà sữa thì nhớ trữ đi nha. Không biết cả nhà thiếu thịt thiếu cá thì sao, chứ tôi mà thiếu trà sữa là chịu không nổi luôn á. Một ngày á là phải uống 2 ly, cho nên đống này chắc sáng 1 ly chiều 1 ly, chắc mấy ngày là hết à. Uống tầm 30 ly chứ không nhiêu. Sự là rất là mong Sài Gòn khỏe lại luôn để có thể ra tiệm ngồi uống, chứ mua về nhà uống cũng không có ngon bằng ngoài tiệm. Nhưng mà thôi, có cần hơn không. Đố các bạn đếm được bao nhiêu brand ở trong đây nha. Ôi trời ơi, nhìn cái tủ trà sữa mà thấy mát còn mắt dễ sợ. Chất một hồi thì thấy cũng đầy tủ rồi. Rồi khai màu liền chiếc sữa tươi trân châu đường đen của con sói thôi. Bất mới ra sản phẩm mới nên thử nhưng mà cũng không ngon bằng những sản phẩm khác. Hai cũng hơi bụi tiếc, nhưng mà được cái ly đẹp. Mai là bắt đầu Sài Gòn giãn cách rồi, cho nên mọi người giữ sức khỏe nha. Còn dịch thì sẽ ôm với lại cái tủ trà sữa này để sống sót qua dịch. Hy vọng sẽ gặp lại cả nhà sau dịch nha. Bye bye.